Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnam Sport ngày 9 tháng 4 năm 2022. Trước khi đến với những thông tin chi tiết xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Quang Hải sang châu Âu, Hùng Dũng cùng Hoàng Đức Tiến Linh đấu SEA Games 31. Sau khi làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định công bố danh tính 3 cầu thủ trên 23 tuổi sẽ thi đấu tại SEA Games 31. Đỗ Hùng Dũng đã từng được thầy Park lựa chọn làm đội trưởng cho U23 Việt Nam tham dự SEA Games 30 vào năm 2019. Và năm nay, anh tiếp tục là một trong 3 cầu thủ quá tuổi có mặt tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Hai cầu thủ quá tuổi còn lại, ông Park đã quyết định lựa chọn Hoàng Đức và Tiến Linh. Hoàng Đức ban đầu là một phương án khác của thầy Park vì ông muốn gọi Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, sau khi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội vào ngày 12 tháng 4, Quang Hải sẽ ra nước ngoài thi đấu và bến đỗ của anh sẽ là một câu lạc bộ ở châu Âu. Cả VFF và ông Park cũng đã thống nhất tạo điều kiện cho Quang Hải được tập trung tối đa vào việc chuẩn bị cho bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình. Không có Quang Hải, thầy Park đã có trong tay một kế hoạch khác cũng rất tốt, đó là Hoàng Đức, đương kim quả bóng vàng Việt Nam, ngày càng thể hiện sự xuất sắc của mình trong màu áo của đội tuyển Việt Nam. Đức chơi thông minh, sáng tạo và dĩ nhiên có anh, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tăng thêm phần sức mạnh. Khi hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam đang yếu thế về chất lượng của các tiền đạo, thì sự bổ sung Tiến Linh là rất cấp thiết. Trung phong số 1 của Việt Nam, người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, được kỳ vọng sẽ tiếp tục chơi bùng nổ và đạt hiệu suất ghi bàn tốt tại SEA Games 31, giúp cho đội tuyển U23 cộng 3 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại đại hội. Trung vệ Thành Trung có thể rời Hà Nội FC. Hợp đồng của trung vệ Nguyễn Thành Trung với câu lạc bộ Hà Nội còn thời hạn tới tháng 9 năm nay, nhưng đôi bên hiện tại chưa đạt được thỏa thuận dàn hợp đồng. Theo nguồn tin của VN Express, thì Bình Định FC đang muốn có trung vệ 25 tuổi và có thể đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với trung vệ này. Theo quy định của FIFA, cầu thủ được tự do đàm phán với đội bóng mới nếu hợp đồng còn lại dưới 6 tháng với câu lạc bộ hiện tại. Thành Trung là cầu thủ trưởng thành từ lò trẻ của Hà Nội. Sau một mùa chơi cho Công an Nhân dân theo dạng cho mượn, anh về khoác áo đội 1 từ năm 2016 với chiều cao tốt lên đến 1m8. Thành Trung rất mạnh trong khung chiến, thậm chí nhiều lần được kéo lên đá tiền đạo và rất có duyên với việc ghi bàn. Hiện anh thường xuyên đá chính ở cả Hà Nội lẫn cả đội tuyển Việt Nam. Cùng câu lạc bộ Hà Nội, Thành Trung đã vô địch V-League, Cúp Quốc gia và siêu cúp quốc gia. Anh cũng là thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân giải U23 châu Á năm 2018 và giành huy chương vàng SEA Games năm 2019 trên đất Philippines. Trước Thành Trung, Hà Nội đã thất bại trong việc gia hạn với một trung vệ khác, đó là Trần Đình Trọng, người sau đó cũng đã gia nhập Bình Định. Nguyễn Quang Hải cũng là trường hợp mà câu lạc bộ Hà Nội không thể dạn thành công. Sau đây chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với một thông tin rất nóng, nhận được sự quan tâm cực kỳ lớn của người hâm mộ và giới truyền thông. Cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bỏ tập. Trừ tiền đạo Hồ Tuấn Tài và thủ môn Phạm Văn Cường, 10 cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn không tham gia buổi tập chiều ngày 8 tháng 4 và mong muốn được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo câu lạc bộ. Tuấn Tài và Văn Cường thuộc nhóm 12 cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh bỏ tập chiều ngày 7 tháng 4 để phản đối việc câu lạc bộ cắt giảm tiền lót tay mùa giải 2021. Chiều qua cả hai đã quay trở lại tập luyện vì sợ bị thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Thanh Thắng, tiền vệ Võ Huy Toàn, Trần Thanh Bình, cao vệ Hoàng Lâm, Thân Thành Tín, Sông Ngọc Đức, Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Tăng Tiến vẫn không tham gia buổi tập. Họ đến sân nhưng bỏ sang sân bên cạnh để đá ma. Bên cạnh việc bỏ tập, đại diện nhóm này còn cho biết thêm đã chia sẻ với câu lạc bộ trong bối cảnh dịch bệnh như không hề phàn nàn khi bị chậm lương 3 tháng liên tiếp, chỉ nhận 50% lương trong thời gian nghỉ dịch thay vì nhận 70% như theo hợp đồng và chấp nhận chia sẻ 50% phí lót tay còn lại. Chúng tôi luôn cố gắng tập luyện để giữ gìn phong độ và vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mong cho đội bóng giải quyết được những khó khăn về mặt tài chính, nhanh chóng lấy lại được sự ổn định để tiếp tục đảm bảo đời sống kinh tế, đời sống tinh thần cho cầu thủ. Một cầu thủ cho hay, tuy nhiên các điều khoản được quy định cho hợp đồng có dấu hiệu bị vi phạm khi câu lạc bộ đang thực hiện không đúng những gì đã cam kết trong văn bản giấy trắng mực đen có chữ ký của các bên. Chúng tôi bày tỏ mong muốn được đối thoại trực tiếp với câu lạc bộ để các bên cùng ngồi lại với nhau tìm hướng giải quyết, giúp chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý thi đấu khi V-League trở lại vào tháng 7 năm 2022. V-League 2021 đã phải hủy bỏ sau vòng 12 do Covid-19. Đến ngày 16 tháng 2 năm 2022, lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo liên quan đến khoản lót tay cho cao thủ ở V-League 2021. Theo đó, họ đã trả đủ cho giai đoạn 1 nhưng sẽ cắt giảm 90% ở giai đoạn 2. Đối với trường hợp đã nhận cả mùa, sau khi trừ 10%, số còn lại sẽ được cấn trừ vào phí lót tay mùa giải 2022, tức là cao thủ chỉ được trả 60% phí lót tay của năm 2021. Tuy nhiên, cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý vì cho rằng trong giai đoạn nghỉ thi đấu, họ vẫn đến sân tập luyện bình thường, thậm chí chia sẻ rằng sẵn sàng thuê luật sư để kiện câu lạc bộ. Gần 2 tháng qua, lãnh đạo câu lạc bộ và một số cầu thủ vẫn không tìm được tiếng nói chung. Dù vẫn thi đấu ở V-League 2022 trước trận đấu Cúp Quốc gia với câu lạc bộ Sài Gòn vào ngày 10 tháng 4, cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh quyết định không tập luyện. Nếu nhóm này không ra sân, huấn luyện viên Trần Minh Chiến chỉ còn 17 cầu thủ, trong đó duy nhất có một thủ môn, đó là Hồ Viễn Đại. Một cầu thủ khác chia sẻ với VN Express, chúng tôi đã thuê luật sư gửi công văn yêu cầu
làm việc với câu bộ đã gần một tháng này để giải quyết vấn đề, nhưng đổi lại là sự im lặng từ lãnh đạo. Ngay từ đầu họ đã áp đặt chúng tôi, thay vì ngồi lại với nhau để giải quyết rõ ràng vấn đề, chúng tôi quá bất lực. Hiện lãnh đạo câu lạc bộ TP.HCM không xuất hiện ở sân tập và giữ im lặng. Thi đấu nỗ lực, đội tuyển Futsal Việt Nam ngậm ngùi nhận thất bại trước Thái Lan. Được đánh giá cao hơn hẳn Việt Nam, đội tuyển Futsal Thái Lan đã nhập cuộc với ý đồ chơi tấn công ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, Voi Chiến lại thi đấu khá thiếu gắn kết và không tạo ra được nhiều tình huống đáng chú ý. Ở chiều ngược lại thì đội tuyển Futsal Việt Nam chơi phản công sắc bén và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Đáng tiếc, cả ba tình huống đối mặt, cao trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đều không thể giành chiến thắng trước thủ môn của Thái Lan. Sang hiệp thi đấu thứ hai vẫn là một thế trận tương đối cân bằng tới từ cả hai đội tuyển. Tuy nhiên, chỉ một tình huống thế tập trung của đội tuyển Việt Nam, chủ nhà Thái Lan đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Muhammad. Cú xoay người và dứt điểm rất nhanh của chân sút nhập tịch đã không cho Hồ Văn Ý cơ hội để cản phá. Sau bàn thua, đội tuyển Futsal Việt Nam đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của cao thủ chúng ta đã được đền đáp bằng bàn gỡ ở phút thứ 33 của Minh Chí. Cú dứt gót của cầu thủ mặc áo số 8 đã đánh lừa được thủ môn của đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, chỉ đúng 3 phút sau, đội tuyển Futsal Thái Lan đã tái lập thế dẫn bàn. Người ghi bàn một lần nữa là cái tên quen thuộc Muhammad với một cú dứt điểm trái phá từ xa. Những phút cuối, đội tuyển Thái Lan có thêm một bàn thắng nữa để định tỷ số 3-1 khi mà khung thành của Việt Nam bỏ trống vì chúng ta đã power play. Vì vậy, Thái Lan sẽ gặp Indonesia trong trận chung kết. Bởi ở trận đấu trước đó, Indonesia đã giành chiến thắng đầy thuyết phục 6-1 trước Myanmar. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Myanmar trong trận tranh hạng 3 và buộc phải thắng để có suất giữ vé vòng chung kết của châu lục. Thưa quý vị, là chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại. Thứ nhất là tôi không có bất cứ một sự lo lắng hay là bối rối nào khi phải gặp. Ngày mai điện thì rất thông nhã nhá. Khi gặp đội Indonesia hay là phải đối đầu với lại huấn luyện viên trưởng của đội Indonesia. Cái thứ hai là tôi nghĩ rằng có lẽ là các anh chị nhà báo phóng viên đã có quan tâm đến cái biểu cảm của tôi hay là những cái sự thể hiện về mặt sắc thái biểu cảm của tôi, chứ còn thực ra là tôi không có bất cứ một suy nghĩ nào cả. Indonesia thì không nào nhau. Mọi người có sợ Indonesia không? Không, tôi chắc cùng nhau. Thế ra hỏi nhiều thế. Câu hỏi thứ ba. Tôi muốn hỏi về danh sách tập trung của đội tuyển đợt này. Có nhiều sự lo lắng về sự thiếu vắng của Hai Long, của Hữu Thắng. Ông có thể lý giải về sự thiếu vắng này không? Và ở đợt tập trung trước của đội tuyển quốc gia thì Văn Vĩ có tên, nhưng cuối cùng sau một trận đấu anh ta bị loại vì phong độ. Nhưng ở đợt tập trung này, sau những trận đấu ở vòng loại quốc gia vừa qua, có nhiều cầu thủ có tên nhưng không thể hiện tốt, và những cầu thủ không có tên nhưng lại đá tốt. Tại sao không chờ đến sau cái loạt trận này ông mới công bố danh sách ạ? Tôi xin trả lời trước về trường hợp của Hữu Thắng và Hai Long. Thứ nhất là Hai Long và Hữu Thắng là những cầu thủ tốt. 또 오랫동안 나와 우리 코칭 스텝이 많은 논의를 해서 전술적으로나 거기에 또 같이 경영합하는 선수들도 뛰어난 선수들이 있기 때문에 이번에는 탈락하게 됐다. Thứ nhất là trường hợp của Hai Long Hữu Thắng, đó là những cầu thủ cũng rất tốt. Thế mà tôi cũng đã có những cái sự hội ý với lại ban huấn luyện, và với những cái yếu tố liên quan đến chiến thuật thì tôi nghĩ rằng cũng có những cái sự lựa chọn tốt.